Sau những ngày mưa, vườn cây được tắm mát, thì hôm nay vườn cây của hợp tác xã lại rực rỡ trong ánh nắng của mùa xuân. Đây là một cây dưới, quý vị các bạn xem và tham khảo nhé. Đây là một cây dưới sáng nghênh phong rất đẹp đấy anh em ạ. Lâu lắm rồi hôm nay Trần Nhật mới lại quay lại cây dưới để cho bà con ngắm nhé. Bông tán được làm rất là nét. Anh Quân đặt cái ống kính vào đây này. Hàng mịn rồi. Đây, cây dưới này, cái độ quấn của thân này, nghệ đường nghệ thuật này, như một chú long này. Đúng, nghênh phong này này. Đấy. Các bạn nhìn cái đường nghệ thuật đây nha. Đây là gốc của cây này, thân của cây từ đây này, xong uốn xuống này như một chú long nha, xong lại nên này, lại uốn này, lại nượn lên này, xong mà nó lên này nghênh lên này. Trần Đẹp sẽ đo và anh Huân sẽ quay thật kỹ để cho bà con ngắm những tác phẩm nghệ thuật. Anh Trần Hiệp đo chỗ này này là được 70 anh Huân này. Chiều cao lên đây được 1m8 này. Từ cái mặt chậu lên này. Tàn bay từ bên kia sang bên này là khoảng hơn 2m này. Quay kỹ cho bác xem các chiều luôn nhé. Đường chuyển của thân như một con rồng luôn. Rất là mềm dẻo. Và bông răm thì được làm nét. Nhìn chiều khác nhé. Ok, anh Hiệp cho xin cái giá cây dưới này. Cái giá cây này thì báo anh em là 85 triệu. 85 triệu cây dưới này nhé. Đẹp thật nhỉ. Quý vị các bạn xem thêm một cái góc nhìn khác nhé. Các bạn nhìn này, như những cái móng rồng này. Đấy nè. Những cái móng để nó giữ này, cái bề thế này, cái đường đi này, để này nó phối hợp để lưng đỡ toàn bộ cái thân dáng nghênh phong này này. Góc này nhìn rất đẹp nhé. Để kiếm được những tác phẩm dưới này nó rất là khó khăn. Bác xem tiếp một cái xanh. Xanh là móng. Anh là 70. Anh cho cổ thân là 70 anh em nhé. Cao 80. Tàn bay là hết thước là 2m này. 1m8 rồi. Cây này báo anh em 12 triệu. 12 triệu cây xanh làm móng này nhé. Bác xem cái chất lá xanh làm móng này. Lá nó phẳng. Lộng non nó trong rất là đẹp nhé. Lá nhỏ cầm mũi hài rất là đẹp này. Cây tiếp theo nhé, cũng là xanh lá móng, xanh lá móng gom đá. Cây này hoành được 30. Tán đổ được 90. Chiều cao là 80. Cây này báo với anh em 8 triệu. 8 triệu cây xanh lá móng này nhé. Xanh lá móng này có ưu điểm là bộ rễ còn rất là khỏe, ôm đá thấm thủy này. Xem tiếp một cây tùng. Đây là một cây tùng phối anh em nhé. Mình gọi là tùng lá kim được. Cây này hoành được 21 cm. Chiều cao được 1m4. Tàn bay được 1m1. Cây này báo anh em 4 triệu. 4 triệu một cây tùng rất là già nhé. Và bông răm của nó cũng tương đối mịn. Cũng có chân đế này. Nhìn gần để thấy cái độ già của nó nhé. Chân đế trải khá đều này. Hoa giấy này. Cây hoa giấy này là hoành được 22. Cao được 1m4.
Hàn 1m1, cây này báo với anh em là 2 triệu. 2 triệu một cây hoa giấy kích thước khá lớn nhá, hoa rực rỡ. Hiện nay trên cây có mấy màu hoa này? Hoa tím Huế này. Đây, màu tím nhá. Đây là màu khác nữa này. Đó. Đang lấy chiếc dài đo tùng nhá. Cao là 3m9. 3m9 cây tùng này nhá. Một cây tùng kích thước rất là lớn, đến từ đất nước mặt trời mọc. Tùng La Hán Nhật. Quý vị và các bạn xem thêm chi tiết nhé. Cái gốc của nó là 140 chỗ này anh em nhé. 140 là vai rất là lớn nhé. Gốc 140. Chiều từ tán rộng của nó khoảng 2m4 này, 2m5 này. Từ bên đầu này sang đầu kia này. Cái này thì báo giá với anh em là bao ship anh em là 350 triệu. 350 triệu. Đây là cây tùng La Hán xuất xứ Nhật Bản. Một nhá. Cây tùng La Hán. Anh quay cả mặt sau này cho xuất anh xứ tự Nhật. Một cây mang từ Nhật về. Đây, mã số là 034 này, T034 này. Mất bao nhiêu công để làm thủ tục giấy tờ và vận chuyển cẩu từ Nhật mang về. Cây này độ tuổi của nó chắc là rất là nhiều năm rồi. Nó nhiều tuổi, hàng trăm năm. Cũng phải mấy thế hệ mới làm xong cây như này. Chân đế trải khá đẹp các bác nhé. Cây thì cực kỳ già. Các bác nhìn sát gốc để thấy cái độ già của nó nhé. Như những cây mọc trong cánh rừng nguyên sinh. Các bác nhìn từ xa chiều khác nhé. Bộ tán cũng làm khá là đẹp nhé. Được uốn tỉa, cắt giật chứ không phải để tự do đâu nhé. Tiếp theo là một cây nguyệt quế này. Vành là 60. Cao 1m1. Tàn 1m2. Cây này báo với anh em là 25 triệu. 25 triệu cây này nhé. Cây kích thước khá lớn. Bệnh dễ đẹp này. Cái bông tán thì các bác có thể vẽ thêm. Bác xem tiếp một cây mẫu đơn hai thân. 30 nhé. Hai cây này hoành 30 này. Mẫu đơn bạch anh em nhé. Cao 3m5. Hoa trắng. Cây này báo với anh em là 40 triệu. 40 triệu cây mẫu đơn này nhé. Thực ra hoa trắng cũng có nhiều người thích. Nếu bác nào mà không thích có thể ghép hoa màu khác vào cũng được. Một cây nó già như này. Cao. Mẫu đơn chân dài. Mít này. Tiếp một cây mít đi. Các bác đã nhìn được tổng thể cây mít nhé. Cây mít hoành là 120. Cao 2m8. Tàn 2m8. Cây này báo anh em 30 triệu nhé. 30 triệu cây mít này nhá. Tiếp một cây nguyệt quế này. Hoành đo cho cổ thân này được 50 anh Huân nhé. Đo cổ thân này. Cao là 90 này.
tán bay 1 mét này. Cây này báo với anh em là 13 triệu. 13 triệu cây anh phải quế này nhé. Gốc dễ đẹp này. Cây nguyệt quế tiếp theo này. Hoành được 40. Cao 1 mét. Tàn là 90. Này báo với anh em 10 triệu. 10 triệu cây nguyệt quế này nhá. Bác xem tiếp một cây xanh. Xanh nghe Nam Điền. Này hoành này được 90. Tán 130. Cao được 90. Cây này báo anh em 30 triệu. 30 triệu cây này nhá. Cây này các bác cần phải làm thêm. Bác nào mà có tư duy thì mang cái này về nhé. Cây tiếp theo này. Hoành được 90 này. Cao 60 này. Rộng 1m2 này. Cây này báo anh em là 25 triệu. 25 triệu cây này. Đây, anh Nam Điền hạt đây. Có hạt đây này. Quả đâu rồi nhỉ? Đây, quả đây. Anh em ngắm kỹ vào. Lộc vừng này. Hoành được 90 này. Cao 50 này. Tàn 70 này. Báo anh em 15 triệu cây này. 15 triệu cây lộc vừng này nhá. Cây cũng rất là đặc biệt. Luôn lực. Gốc dễ hầm hố đây. Thân nó nụ sụn như này. Tổng dáng rất là đẹp nhé. Cây tùng cối này. Cây này hoành được 19 cm này. 19 cm anh em nhé. Cao 1m4. Tàn 1 mét này. Này báo anh em 4 triệu. 4 triệu cây tùng cối rất là già. Cũng có chút chân đế trải ra nhé. Vùng tán tương đối mịn, chỉ bằng chơi. Nguyệt quế tiếp theo này. Hoành được 60 này. Cao 90 này. Tàn 1m1 này. Cây này báo anh em 38 triệu. 38 triệu cây nguyệt quế này nhá. Cây là cây hoàn thiện, chỉ bực chơi. Không phải uốn nắn thêm gì nữa. Bệnh dễ đẹp này. Thân này già méo mó này. Cắt giật chuyển hướng, những cái đường chuyển cũng rất là đẹp nhá, rất là 3D. Cây này được để trong một cái chậu khá là đẹp. Tiểu cảnh si nhé. Si búp hồng này. Đây, hoành được 46 đây này. Còn đo đường kính bệ này. Được 25 này. Chiều cao là được 55 này. Tàn bay được 70. Cây này báo với anh em là 10 triệu cây si này. 10 triệu tiểu cảnh si. Ủa, cái giá rất là hợp lý. Cây si già như thế này, xem nhá. Già như thế này. Và hiện nay thì cây si này đang có quả nhé. Quả của nó này. Giá quá hợp lý luôn cây si như này. Quá
quay kỹ cho các bác xem nhé, không bỏ qua chi tiết nào. Bác nhìn gần để thấy cái độ già của nó nhé. Giá rất hợp lý, tán được làm mà tự nhiên đẹp. Bác xem tiếp vào cây tùng, tùng Nhật. Năm mươi nhâm rồi nha. Đo đây này, năm nhâm này. Năm mươi nhâm này. Cao là 2m1 này. Tàn từ bên này sang bên này là 2m4 này. Cái này báo với anh em là 80 triệu. 80 triệu một cây nhé. Còn cây bên kia cũng có kiểu dáng á. Hai cây thì có kiểu dáng gần giống nhau. Nó là một cặp đấy. Cao 2m1 rồi. Tàn được 2m4 này. Hoành được 58 này. 80 triệu này. Hai cây là 160 triệu đôi tùng này nhá. Mỗi cây thì có một cái cành phóng, một cách làm rất là đặc trưng của người Nhật. Quay gần cho các bác xem kỹ chân đế nhé, cũng có chút chân đế trải nhé. Quý vị và các bạn vừa tham quan vườn cây của hợp tác xã Hoa và cây cảnh Thăng Long trong những ngày đầu xuân. Xin chân thành cảm ơn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các clip tiếp theo.